Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay là ngày 30 Tết rồi. Và hôm nay mình sẽ đến đây để quay một cái chương trình đặc biệt cho anh em. Ngày 30 Tết mà, đâm ra là phải quay một cái chương trình đặc biệt, nhân vật đặc biệt. Và hôm nay nhân vật chúng ta sẽ là một cô gái. Mình sẽ đến đây. Nhà cô gái ở một cái chung cư cao cấp tại Hà Nội. Hôm nay đã rất là vắng vẻ rồi. Đây là một cô gái xinh đẹp, sexy, cá tính. Và tất nhiên là nuôi chó và cũng rất là yêu thương những chú chó. Và hôm nay anh em sẽ cùng tìm hiểu là xem là cô gái đấy là ai nhá. Hôm nay là ngày 30 thì cũng phải quay lên cho anh em xem một cái chương trình thú vị. Đây là nhân vật chính của chúng ta, một cô gái rất là xinh xắn và cá tính. Xin chào em nhá. Chào anh, xin chào các bạn, chào các khán giả đang theo dõi chương trình của kênh Nhâm Tất TV. Đúng rồi, hoành tráng quá. Rồi, rất là cảm ơn em. Hôm nay là ngày 30 Tết, cũng là cái đợt dịch Covid rồi. Anh em mình sẽ quay một cái chương trình là cuối năm, một cái ngày cuối năm gửi tặng đến khán giả của kênh của anh. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân cho mọi người trên kênh anh được biết không? Vâng, xin chào các bạn, mình là Thảo Mèo Võ. Nếu nói về giới thiệu bản thân thì mình cũng chỉ muốn giới thiệu một điều duy nhất, đó là mình là cô gái đã dành cả thanh xuân của mình để nuôi chó. Mặc dù tên của mình là Thảo Mèo, thế nhưng mà cái loài động vật mà mình yêu thích đó lại chính là những chú chó ạ. Anh và Thảo đã quen biết nhau từ năm 2013-14, lúc một cái thời kỳ giống chó Doberman rất là thịnh hành và đỉnh cao tại Việt Nam. Thì anh cũng được biết lúc đấy là em đã nuôi Doberman và sau này là rất nhiều cái dòng chó nổi tiếng khác, đúng không? Thì Thảo có thể chia sẻ cho anh được biết là em đã từng trải qua những cái giống chó gì được không? Từ khoảng 13 năm trước thì em đã bắt đầu nuôi những chú chó đầu tiên của mình. Từ những ngày còn là sinh viên đại học thì em đã nuôi Dachshund này, Golden này. Sau đó thì em nuôi Doberman, nuôi cả Poodle và Bull Pup. Thế hiện tại là Thảo, anh được biết là đang nuôi một cái giống chó có một bộ mặt rất là kỳ lạ và thật sự là rất là hiếm. Cái giống chó đấy là rất nhiều anh em khán giả trên kênh của anh muốn xem, nhưng mà thật sự là anh chưa thể quay được một cái con giống nào tốt tại Hà Nội. Thì hôm nay rất là may mắn là có cô em là Thảo, vừa xinh xắn vừa cá tính và lại nuôi đúng cái dòng chó đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh được biết đấy là giống chó gì nhé. Vâng, rất sẵn sàng ạ. Đây là nhân vật chính của chúng ta, là một chú chó màu trắng tinh, cộng thêm là bên cạnh một cái cô chủ cũng rất xinh xắn, cũng mặc một bộ váy áo màu trắng tinh. Và đây là giống chó gì em nhỉ? Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là một chú chó mini Bull Terrier ạ. Wow, đây, nhân vật chính của chúng ta đây, là một chú chó có một cái khuôn mặt là kỳ lạ nhất trong tất cả các giống chó trên thế giới. Anh được biết là đây là một cái giống chó cơ bắp, khỏe mạnh và rất là hiếm người nuôi. Thì Thảo có thể chia sẻ cho anh được biết là tại sao một người con gái như em lại chọn nuôi một cái giống chó như thế này được không? Xin chia sẻ với anh là lúc mà em nói chuyện với những người bạn của em trong giới chơi chó là em có ý định là muốn nuôi một chú Bull Terrier, thì rất là bất ngờ là tất cả những người bạn của em đều gàn em, đều nói là ôi sao chó gì không nuôi mà lại nuôi Bull Terrier, bởi vì là người ta bảo là đây bọn này rất là điên, rất là phá, rất là hung dữ. Còn bản thân em thì khi từ cách đây rất là lâu rồi, đó là em đã vô tình nhìn thấy và em đã bị cuốn hút bởi cái ngoại hình rất là đặc biệt của cái giống chó này. Và khi mà nghe những lời ngăn cản đấy của anh em bạn bè thì tự chính bản thân em lại thôi thúc là mình
sẽ muốn được trải nghiệm cuộc sống thực tế với một chú chó Bull Terrier thực sự. Và em quyết định là khi mà mình có điều kiện thì mình chắc chắn mình sẽ sở hữu một chú Bull Terrier. Rất là thú vị, một cái câu chuyện rất là thú vị. Rất là cảm ơn em. Ngoài ra anh cũng chưa bao giờ quay một cái chương trình nào cụ thể về cái giống chó này cả. Thì anh cũng muốn nhờ em là một cái người mà đã rất nhiều năm nuôi những cái giống chó khác nhau và tìm hiểu về cái giống chó, thì em có thể chia sẻ cho anh được biết là cái thông tin về cái nguồn gốc của cái giống chó Bull Terrier này để cho mọi người được biết không? Vâng, từ những năm đầu của thế kỷ 19 thì những chú chó Bull Terrier đầu tiên đã được nhân giống ra. Và cái mục đích của những cái người nhân giống Bull Terrier ấy là người ta muốn lai tạo ra một cái giống chó thật là khỏe mạnh, thật là nhanh nhẹn để có thể phục vụ cho cái việc bảo vệ này, chiến đấu. Thì những chú chó Bull Terrier đầu tiên đấy thì nó cũng rất là hung dữ. Thế nhưng mà trong cái quá trình người ta nuôi và thuần hóa cái giống chó này, cũng như là nhân giống những cái nguồn gen nó ổn định, thì bây giờ trên thế giới cái suy nghĩ về Bull Terrier nó đã rất là khác xưa. Đó là Bull Terrier bây giờ đã là những chú chó rất là thông minh, thân thiện, có thể nuôi trong nhà, chơi với trẻ nhỏ và có thể thậm chí là làm việc nhà được. Còn ở Việt Nam thì thực sự là những cái suy nghĩ về những người biết đến cái giống chó Bull Terrier nó vẫn chưa thay đổi. Bản thân em trải nghiệm cuộc sống với chú chó Bull Terrier đầu tiên này thì khi mà dắt em đi ra đường thì rất là nhiều người không nhận ra là đây là chú chó Bull Terrier, người ta không biết đến cái giống chó đấy. Thậm chí có người còn hỏi là em ơi, đây là con gì đấy, sao giống chó thế, sao nhìn nó giống con chó thế. Và những cái người mà người ta đã đọc qua về cái giống chó này rồi, đã biết rồi thì... Đấy, nó là quẫy kìa, nhưng không sao. Còn với những cái người mà người ta đã biết rồi, người ta đã đọc về cái giống chó này rồi, thì người ta lại bảo là ui, sao em lại nuôi bọn này làm gì, nhỡ đi ra nó cắn chó khác chết thì làm nào. Chính vì thế cho nên là em muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy là không có con chó nào tự nhiên hung dữ và không có con chó nào là tự nhiên bị điên cuồng cả. Chính cái cách đối xử, cách nuôi và cách dạy dỗ của mình nó sẽ tạo nên tính cách của con chó. Wow, rất là tuyệt vời. Quá tuyệt vời, tôi nói là em không cần phải làm gì cả, quá tuyệt vời rồi, giữ nguyên như thế là quá chuẩn rồi, chỉnh là lại mất chuẩn. Thảo, ngoài cái công việc rất thích là yêu thương những cái chú chó, anh còn biết là Thảo là một cái cô MC rất là chuyên nghiệp trong cái làng Dog Beat của chúng ta. Đâm ra hôm nay là một cái video mà thật sự là mình quay mình còn phải há hốc mồm. Rất là cảm ơn em. Đây là chú chó Mini Bull Terrier được sinh sản tại Việt Nam và mình đón nó từ trại của anh Trần Quang Trung trong thành phố Hồ Chí Minh với giá là 2.000 đô. Trần Quang Trung là một trong những cái handler, một cái nhà nhân giống cũng rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Và anh ấy hiện tại đang sinh sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Và anh thấy em nói đây là Mini Bull Terrier thì tại sao lại là Mini? Cái giống Bull Terrier nó chia thành hai dòng khác nhau. Một dòng là Mini Bull Terrier với số cân nặng nó rơi vào khoảng dưới 17 cân, 15 đến 17 cân. Còn một dòng nữa đó là dòng Standard thì nó sẽ rơi vào khoảng trên 25kg. Thế nên đây là giống chó của em là khoảng tầm 17 cân đổ xuống là đúng không? Vâng ạ. 2 tháng là thời gian mà em gắn bó với Phủi, là chú chó Mini Bull Terrier của em. Thì em có nhận thấy nó rất là nhiều sự khác biệt so với tất cả những giống chó mà em đã từng nuôi. Đó là đây là một giống chó nó rất là năng động, nó rất là nhiều năng lượng và cái nhu cầu vận động của nó rất là cao. Khi mà em tìm hiểu về giống chó này để quyết định đón em ý về thì em đã biết rằng em sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho nó. Và khi mà mình đón nó về ấy, thì nó bé xíu xíu ấy, có hơn 2 cân thôi, chưa đến 2 cân ấy. Mà bây giờ thì sau 2 tháng thì các bạn nhìn này, rất là lớn, là các bạn ấy rất là dễ ăn này, dễ nuôi này, và lớn khá là nhanh. Nhưng mà có một điều mà tất cả chúng ta cần phải lưu ý khi quyết định đón một chú Bull Terrier, đó là cái nhu cầu vận động của các bạn ấy rất là nhiều. Thậm chí người ta bảo là những chú chó bị tăng động thì cũng có lý do của nó, bởi vì đây là một giống chó rất là năng động, cái nhu cầu vận động của nó rất là cao. Khi mà em quyết định đón cái chú chó này về thì em đã tìm hiểu rất là kỹ và em phải thiết kế cái lịch sinh hoạt của mình thay đổi như thế nào để phù hợp
với cái việc chăm sóc em ý. Đó là buổi sáng thì em phải dậy từ 5 rưỡi sáng để cho em ý đi chạy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong khoảng tầm 9 giờ thì bắt đầu dắt đi chạy tiếp. Để cho chú chó của mình có một cái sự phát triển tốt và có một cái tâm lý thoải mái thì về nhà nó sẽ không còn cái nhu cầu nghịch ngợm hay phá phách hay gặm nhấm bất kỳ cái gì của mình nữa cả. Khi mà bảo là giống chó này rất là điên này, phá phách này, dữ tợn này thì mình hoàn toàn không nhìn thấy những cái biểu hiện đấy khi em ý ở nhà. Bởi vì là em ý đã được xả hết năng lượng khi đi chạy cùng với mình hàng ngày. Rất là tuyệt vời. Như bạn Thảo đã chia sẻ thì một ngày phải dành ra khá nhiều thời gian để cho chú chó đi tập thể dục để giải tỏa năng lượng và giải tỏa stress, đúng không? Anh cũng được thấy là hôm nay thì anh em mình đang quay ở trong một cái khu chung cư, cũng không phải đơn giản để mà nuôi được một cái giống chó, nhất là những cái giống chó to mà cơ bắp ở trong nó kỳ lạ này ở một khu chung cư. Thì khi mà trong vòng 2 tháng này thì em có thể chia sẻ cho anh được biết là cái kinh nghiệm của em nuôi ở trong chung cư nó như thế nào được không? Thật ra là khi mà nuôi bất kỳ giống chó gì ở chung cư thôi thì mình đã có rất là nhiều điểm bất lợi so với việc là nuôi chó ở nhà đất rồi. Còn nuôi ở chung cư thì điều đầu tiên mà tất cả chúng ta cần phải lưu ý cũng như là em đó là phải tìm hiểu rất là kỹ cái quy định của chung cư mình, rồi thì là phải đảm bảo cái vệ sinh khi đi ra ngoài này, còn rồi ở nhà này nó có ảnh hưởng đến những cái hộ gia đình khác không. Rồi khi mà mình nuôi những cái giống chó mà nó nhiều năng lượng và cái nhu cầu vận động của nó cao như thế này thì lúc vào thang máy này hay là lúc ở nhà này nó có gây tiếng ồn, nó có làm phiền đến những cái người bên cạnh không, nó cũng rất là nhiều vấn đề. Cái đấy thì có thể là sau đợt Tết và cũng sau cái đợt mà dịch Covid này thì anh cũng sẽ anh em mình sẽ cùng nói một cái chương trình là nuôi chó ở trong chung cư sẽ như thế nào, đúng không? Và anh cũng có thể lên nhà em để tham quan xem là về cái chuồng của em để cho chú chó này hay là những cái bữa ăn của những chú chó này như thế nào. Thì chắc hẹn em là để đến sau Tết và hết dịch Covid nhé. Và cũng là để khoảng tầm 1-2 tháng sau mà chú chó phát triển lên thì anh em sẽ nhìn thấy là cái sự phát triển của chú chó này như thế nào. Từ lúc mà có Củi về nhà thì em không lười được. Tức là nhiều hôm mình ôi mình buồn ngủ quá, mình sẽ bỏ tập. Thế nhưng mà con chó nó gọi, nó sẽ gọi mình. Bởi vì là đến giờ nó muốn đi vệ sinh mà, hoặc là nó muốn đi chạy mà, thì nó sẽ gọi mình. Thế là muốn lười cũng không lười được. Thế là mình chia sẻ là nếu như có bạn nào mà kiểu quyết tâm muốn đi tập thể dục buổi sáng mà nghĩ là mình sẽ lười, mình không quyết tâm được thì nên nuôi một chú chó như thế này. Bạn ấy sẽ thành động lực để cho mình đi tập mỗi ngày. Con có muốn chơi với nó không? Khi mà các bạn nuôi bất kỳ một giống chó gì mà từ bé đã được đi vận động cũng như là xã hội hóa, được giao tiếp với trẻ nhỏ, với những người xung quanh thì chú chó của bạn lớn lên nó cũng sẽ rất là vui vẻ, rất là gần gũi với mọi người. Như Củi của mình thì mình tin là khi mà lớn lên thì em ấy sẽ trở thành một chú chó rất là thân thiện với tất cả mọi người. Với trẻ nhỏ và với cả hàng xóm láng giềng, đúng không em? Vâng ạ. Vì mọi người đã thấy cái sự phát triển của nó từ lúc mà bé này, và nó cũng đã được chơi với mọi người rồi thì nó hoàn toàn nó gọi là hòa đồng. Rất là cảm ơn em. Hôm nay là một cái chương trình là anh em mình làm vào ngày 30 Tết. Thì mình cũng đang rất là mong muốn mọi người có một cái Tết ấm no, hạnh phúc và hoàn toàn là không bị bệnh tật Covid. Chúc tất cả các bạn, những người đang theo dõi chương trình sẽ có một cái Tết thật là vui vẻ và sẽ đón một năm mới an khang thịnh vượng, cũng như là dành được thật nhiều thời gian để chăm sóc những chú chó của mình.